Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Let's go. Christmas holiday. Let's go. Mình sẽ làm một anh chàng big guy. That was also what? Okay. Flank. Một tấm gỗ. Rồi cô làm biết ai đang nem mình. Cô ta như kiểu bị quỷ ám. Thế mắt cô ta rất là đỏ luôn. Ở đây thì cần một chiếc chìa khóa màu xanh. Chuyên khóa màu đỏ đây rồi. Ok, quay lại lấy chiếc chìa khóa màu đỏ nữa. Đi ra xuống đây. Ta xuống hẳn đây cơ. Yeah, let's go. Oh my god, wow. Oh man. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Let's go. Ok. Và từ hôm nay thì các bạn phải đi tìm 20 chiếc túi. Và những con số trong trong những cái phòng này. Ok. Phòng này hết rồi.
sang phòng kế bên. Wow. Let's go. Có con mắt nữa. Con mắt này để các bạn xem vị trí của nó đang đi hướng nào. Mọi người, các bạn hòa nhập vào con mắt của nó. Let's go. Rồi xuống tầng hầm rồi. So ok. Tiếp theo thì mình sẽ lên trên tầng 2. Ok, let's go. Wow, nó đang đi hướng bên mình. Lần này ngó ra chắc dễ nhìn thấy nó luôn. Rồi. Oh man. Ok, mình đã nhặt được một cái cưa. Thì cái cưa đó để cưa cái tấm gỗ ở đây. Ok. Các bạn phải đi xuống tất cả xung quanh căn nhà này. Sau đó các bạn tìm đủ 20 túi. Và các bạn tìm đủ chữ số, lúc đó các bạn sẽ ghép lại và các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này. Và đây là cái nhà cũ lúc đầu các bạn đến, và nó đang ở gần đây. Sau đó các bạn sẽ xuống tầng hầm. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ 3, Bendy and in the Meiji. Let's go. Chapter 1, Moving Victor. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Cái này thì các bạn phải làm từng nhiệm vụ một, chứ các bạn không thể làm cách quãng được. Ở đây thì các bạn chưa thể lấy được cái này. Đó. Các bạn phải làm từng nhiệm vụ. Ok. Cho cô Bim vào đây. Let's see what you're hiding down there, old friend. Khi cái này lên thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Mình sẽ đợi cánh cửa này mở. Rồi sau đó đi tiến vào trong bên trong. Vào đây nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đó là các bạn phải tìm những cái món đồ ở trên những bức ảnh này. Ok. Tất cả là 6 món đồ. Who put this here? Oh, what to see? Oh my god. Joey, what were you doing? Món đồ thứ hai. Món đồ thứ ba.
So let's go. Bắt đầu tiến sâu bên trong. Món đồ thứ tư. Let's go. Món đồ thứ năm. Món đồ cuối cùng thì sẽ đi đường này. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Ở đây, món đồ cuối cùng ở trong này. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Rồi, mình sẽ đi lại về chỗ cũ. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. You okay? Wow, Wendy, xuất hiện. Wow, okay. Cái này sẽ hoạt động. Wow, ở đây có một lỗ thủng. Ready. Rồi, mình sẽ gạt cần này xuống. Let's go. Oh my gosh. Ồ, cánh cửa ở đây đóng rồi. Những cánh cửa xung quanh đều không mở đâu. Bắt buộc đi vào này. Ồ, không đi vào nào. Dạ, ok. Rồi và mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư. Về một cô gái, cô ta bị một vụ tai nạn, sau đó thì bị què chân. Và cô ta nhìn thấy mẹ cô ta bị một thứ thế lực chiếm hữu. Và bây giờ cô ta phải vào trong một như kiểu là một giấc mơ để giải cứu mẹ cô ta. Ok, mình sẽ đi nào. Là cái gì đây? Một cuốn sách.
Man. Rồi. Đi sau đây xem nào. Ok, let's go. Cái này cần một chiếc chìa khóa. Rồi ok. Xanh và xanh, xanh lam và màu hồng, màu cam. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào đây. Đầu tiên thì sẽ dùng chiếc chìa khóa này. Xanh vàng xanh, cam. Let's go. Tượng trưng cho 5 quả đế cầu. Bay rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5, Siren Hill. Let's go. Một chiếc máy ảnh. Anh chàng này sắp bị xin hiệu giết chết. Thường một cái lóe sáng gì đó, chắc là một căn nhà mà Siren Hill đã từng ghé thăm. Đây xem này nào. Nó tiến lại gần đây.
Rồi bây giờ mình sẽ phải đi tìm một cái gì đó. Đi ra xem có gì không. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bên đi ra. Let's go. Thank you.
Let's go. Wow, mình trúng một lần mà mất khoảng 4 máu luôn. Sợ thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Freeze. Let's go. Một bàn phù thủy. Ok. Oh my god, sao mình đi bên kia thì không bị gì. Mình nó cứ đi theo cái vòng xuyến đó đâm lại chết. Ok, không sao. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Boop. Big guy đâu big guy. Wow. Oh my god. Và 3 máu. Wow, anh ta vẫn còn 2 máu. Thôi mình thua rồi. Mong sao anh ta sẩy đi. Ok, coi như xong. Kiểu gì mình thắng luôn. Wow. Gặp bà teacher. Bà ta rất là trâu. Oh my god. Hai lần nữa bà ta mới đi. Mình không biết như thế nào. Thôi mình thua rồi. Cái này phải cần phải nâng cấp thêm. Mong sao bà ta sai. Thôi đi luôn. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.